Chào các em, thầy là Trịnh Đình Hải, giáo viên trường Trung học phổ thông Triệu Quang Phục. Rất vui uh, được đồng hành cùng chúng ta trong bài học ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta đã trải qua 3 tuần uh, tham gia học tập trên truyền hình Hưng Yên. Uh, trong thời gian này thì với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo thì chúng ta đã được uh, đi tìm hiểu một số những cái chủ đề cơ bản về sinh thái học. Uh, thế thì thầy hy vọng rằng là với sự hỗ trợ của các thầy cô giáo uh, chúng ta đã lĩnh hội được đầy đủ những cái kiến thức uh, cần thiết cho hành trang của mình. Thế thì chúng ta lưu ý là thông qua à, quá trình tìm hiểu về nội dung của các à, chủ đề ấy, thì chúng ta có thể thấy được là chương trình sinh thái học à, lớp 12 tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu về các cấp tổ chức sống à, nội dung của cái à, chương trình sinh thái học này thì chúng ta thấy được nó có một cái đặc điểm rất là nổi bật đấy là có tính hệ thống và có cái tính logic rất là cao vì vậy thì À, trước khi đi tìm hiểu nội dung bài ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ điểm lại một chút về những cái nội dung à, cơ bản của các chủ đề đã học để tạo tiền đề cho bài học ngày hôm nay. Thế thì à, để chúng ta có thể là hệ thống hóa lại một số những cái kiến thức thuộc các chủ đề đã học ấy thì thầy sử dụng các chữ cái ABC để à, thể hiện cho các cá thể sinh vật thuộc các loài sinh vật khác nhau. À, vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng là khi học về cái chủ đề 1 là chủ đề à, môi trường và các nhân tố sinh thái ấy, thì chúng ta đã thấy được là à, mỗi một cá thể sinh vật ấy nó đều có môi trường sống riêng của mình. À, trong quá trình sống ấy, thì à, các cá thể sinh vật này thường xuyên có sự tác động qua lại với môi trường của chúng. À, đồng thời thì à, cá thể sinh vật này cũng chịu à, sự tác động à, rất là lớn bởi các nhân tố sinh thái. Thế thì khi sống cùng một môi trường à, sống ấy, thì chúng ta thấy được ở đây là các cá thể sinh vật thì luôn luôn có sự tác động qua lại với nhau và có sự tác động qua lại với môi trường sống và hợp thành một cái cấu trúc người ta gọi đấy là quần thể. Cái chủ đề thứ hai mà chúng ta tìm hiểu đấy là về à, cấp độ quần thể ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là à, mỗi một quần thể sinh vật ấy, thì nó lại có những cái đặc trưng riêng. Tuy nhiên là trong quá trình sống trong cùng một môi trường sống ấy thì các quần thể này luôn luôn có sự tác động qua lại với nhau và có sự tác động qua lại với môi trường sống để hợp thành một cái cấu trúc một cái cấp tổ chức sống tiếp theo đấy chính là quần xã sinh vật mỗi một quần xã sinh vật thì lại có cái môi trường sống riêng của nó gọi là sinh cảnh à, trong quá trình sống của mình thì quần xã sinh vật và sinh cảnh của nó luôn luôn có sự tác động qua lại với nhau à, để tạo thành một thể thống nhất và hợp thành một cái cấu trúc gọi là hệ sinh thái ở chủ đề trước thì khi chúng ta tìm hiểu về cấu trúc của hệ sinh thái thì chúng ta đã thấy rằng là hệ sinh thái là một cấu trúc hoàn chỉnh là một cấp độ tổ chức sống mà biểu hiện đầy đủ các cái dấu hiệu của tổ chức sống trong đó thì nổi bật lên là mối quan hệ giữa quần xã sinh vật và sinh cảnh của của chúng vậy thì việc tìm hiểu về cái chủ đề sinh thái hệ sinh thái cũng lẩy sinh cho chúng ta một số vấn đề mà chúng ta cần tiếp tục phải làm rõ đó chính là thứ nhất là mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật được thể hiện như thế nào trong quần xã sinh vật và thứ hai là quần xã sinh vật và sinh cảnh của nó có tác động qua lại với nhau như thế nào trong hệ sinh thái và câu hỏi thứ ba cũng đặt ra cho chúng ta để chúng ta tìm hiểu tiếp đấy là chúng ta có thể làm gì để có thể duy trì được độ đa dạng của các quần xã sinh vật giữ vững được cân bằng sinh thái trong môi trường tự nhiên Thế thì để trả lời cho câu hỏi số 1 và một phần của câu hỏi số 3 thì thầy trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu chủ đề tiếp theo và đây chính là nội dung của bài số 43 trao đổi chất trong hệ sinh thái Vậy thì nội dung cơ bản của bài thì gồm có hai mục chính nội dung thứ nhất là trao đổi chất trong quần xã sinh vật trong nội dung lớn thứ nhất này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ba đơn vị kiến thức đấy chính là chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng. Nội dung thứ hai mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài đấy chính là tham sinh thái. Vậy thì mối quan hệ giữa các quần thể sinh vật trong quần xã nó được thể hiện như thế nào thì sau đây chúng ta sẽ chuyển vào tìm hiểu phần số 1 là trao đổi chất trong quần xã sinh vật. Nội dung một nhỏ là chuỗi thức ăn. Vậy thì chuỗi thức ăn là gì? À, chuyến thức ăn phản ánh mối quan hệ giữa các quần thể trong quần xã sinh vật như thế nào ấy. thì để trả lời cho câu hỏi này thì thầy trò chúng ta cùng đi xét một cái quần xã rất là quen thuộc đây là quần xã đồng ruộng à, tại sao mà thầy lại chọn một cái uh, hệ sinh thái một cái quần xã uh, là quần xã đồng ruộng bởi vì đây là một cái quần xã sinh vật rất là gần gũi và gắn liền với thực tế của chúng ta hàng ngày vậy thì nhiệm vụ đầu tiên thầy đặt ra cho chúng ta là chúng ta hãy kể tên cho thầy giáo là một số những cái quần thể sinh vật trong quần xã đồng ruộng nói trên thì theo thầy nghĩ là đây là một nhiệm vụ hoàn toàn không khó đối với chúng ta bởi vì đây là một cái quần xã sinh vật có độ đa dạng rất là cao chúng ta hoàn toàn có thể kể ra được hàng loạt các quần thể sinh vật điển hình trong quần xã đồng ruộng này ở đây như là quần thể lúa này quần thể ếch quần thể sâu xanh quần thể chim diều hâu quần thể chim sâu quần thể chuột quần thể rắn và quần thể châu chấu Nhiệm vụ thứ hai mà thầy đặt ra cho chúng ta à, trong phần này đó là chúng ta hãy dùng mũi tên để thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các quần thể trong quần xã. Trong đó chúng ta lưu ý một cái quy ước là chúng ta dùng mũi tên để thể hiện mối quan hệ. Tuy nhiên là phần cuối mũi tên là thể hiện cho sinh vật bị tiêu thụ. Thế còn đầu của mũi tên là thể hiện về sinh vật tiêu thụ. Thầy có thể lấy một ví dụ để cho chúng ta tham khảo như sau. À, trong quần xã đồng ruộng thì chúng ta biết rằng là lúa này là đối tượng sinh vật sản xuất chúng có khả năng tự tổng hợp được chất hữu cơ và chính chất hữu cơ được tích lũy ở trong lúa đã cung cấp nguồn thức ăn cho đối tượng là châu chấu thế thì trong quá trình sống thì châu chấu lại là thức ăn phù hợp đối với ếch tương tự như vậy thì ếch chúng ta lại thấy lại bị rắn tiêu thụ và rắn thì lại là thức ăn phù hợp cho diều hâu hay một ví dụ thứ hai mà thầy cũng đề cập đến để chúng ta có thể tham khảo tiếp ở đây. Tức là gì? Chúng ta thấy ở đây là lúa cũng là sinh vật sản xuất. Vậy mắt xích đầu tiên ở đây chính là lúa. Vậy thì lúa sẽ cung cấp nguồn thức ăn cho sâu xanh. Trong quá trình sống thì sâu xanh lại bị đối tượng là chim sâu tiêu thụ. Thế thì chim sâu lại là nguồn thức ăn phù hợp cho diều hâu thế thì theo thầy nghĩ là cái việc mà chúng ta xây dựng một số những cái chuỗi thức ăn hay là cái chuỗi sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng với nhau hoàn toàn không khó và thầy có thể đưa ra ở đây để chúng ta tham khảo là một số cái chuỗi thức ăn trong quần xã đồng ruộng như vậy chúng ta có thể thấy được là ví dụ đầu tiên à, thì chúng ta thấy được là lúa ở đây là mắt xích đầu tiên nó là sinh vật tiêu thụ à, sinh vật sản xuất à, vậy thì lúa này sẽ được sâu xanh tiêu thụ sâu xanh cung cấp nguồn thức ăn cho ếch ếch thì lại bị rắn tiêu thụ tương tự như vậy cái chuỗi thức ăn thứ hai thì chúng ta thấy được là à, mở đầu của chuỗi là cỏ rồi sau đấy đến châu chấu đến ếch đến rắn và đến diều hông tương tự chuỗi thức ăn thứ ba là từ lúa rồi đến chuột rồi đến rắn rồi đến diều hông vậy thì trong nghiên cứu về sinh thái học ấy thì người ta gọi một chuỗi các Loài sinh vật có mối quan hệ dinh dưỡng như trên là chuỗi thức ăn. Vậy từ đây chúng ta hiểu chuỗi thức ăn là gì? Thế thì à, để chúng ta dễ dàng đưa ra khái niệm về chuỗi thức ăn ấy thì thầy phân tích một chút để chúng ta có thể là, là 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 hiểu hơn. Thế bây giờ chúng ta xét ngay cái chuỗi thức ăn đầu tiên. Vậy ở đây chúng ta thấy là thứ nhất chúng ta thấy cái dấu hiệu ở đây là chuỗi thức ăn này gồm rất nhiều loài sinh vật. Như vậy nó phải là một tập hợp các loài sinh vật. Đấy, trong quần xã. Và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là các cái à, loài sinh vật này phải có mối quan hệ về mặt dinh dưỡng với nhau. Và một cái dấu hiệu thứ ba nữa là nếu giả sử chúng ta xét một cái một cái đối tượng sinh vật bất kỳ ở đây ví dụ như là sâu xanh. Thì chúng ta nhìn ở đây là sâu xanh nó như là một mắt xích ấy. Vậy thì nó sẽ tiêu thụ mắt xích phía trước nó, hay nói cái khác là nó sử dụng mắt xích phía trước nó làm thức ăn đồng thời nó bị cái mắt xích phía sau tiêu thụ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là hoàn toàn không khó để chúng ta đưa ra cái khái niệm là chuỗi thức ăn là một dãy các loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Trong đó mỗi loài là một mắt xích của chuỗi vừa tiêu thụ mắt xích phía trước và vừa bị mắt xích phía sau tiêu thụ. Vậy thì trong tự nhiên ấy thì có dạng có các dạng chuỗi thức ăn nào? chúng ta lưu ý là có rất nhiều cái cách phân loại à, chuỗi thức ăn khác nhau người ta có thể căn cứ vào số bậc dinh dưỡng căn cứ vào à, quần xã mà có cái à, chuỗi thức ăn đó tuy nhiên là một trong những cái cách phân loại à, rất là hợp lý và từ đấy chúng ta thấy được cái đặc điểm của của chuỗi thức ăn đó chính là chúng ta căn cứ vào sinh vật mở đầu của chuỗi thức ăn thế thì nếu căn cứ vào sinh vật mở đầu của chuỗi thức ăn ấy thì người chúng ta có thể chia chuỗi thức ăn này ra làm hai dạng trong đó dạng thứ nhất ý, chúng ta thấy ở đây là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng chúng ta có thể quan sát ngay ở trên bảng thầy đưa ra một cái ví dụ điển hình về cái dạng chuỗi thức ăn này là bắt nguồn là từ lúa là sinh vật sản xuất thế thì lúa chúng ta biết biết rằng là à, lúa là à, đại diện của sinh vật tự dưỡng và nó có khả năng tự tổng hợp được chất hữu cơ nhờ vào nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời. Thế thì trong quá trình sống thì sâu xanh lại sử dụng lúa làm nguồn thức ăn. Tương tự như vậy chim sâu thì lại ăn thịt sâu xanh và diều hâu thì lại sử dụng chim sâu làm nguồn dinh dưỡng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được ở đây là xét về đặc điểm của chuỗi thì chúng ta thấy rằng là cái sinh vật mở đầu của chuỗi này này chính là một đại diện của sinh vật sản xuất chúng có khả năng tự tổng hợp về chất hữu cơ. Thế còn lại bắt đầu từ mắt xích số 2. Chúng ta thấy bắt đầu từ sâu xanh trở đi thì chúng lại không có khả năng tự tổng hợp về chất hữu cơ mà chúng lại phải sử dụng cái chất hữu cơ sẵn có trong thức ăn. Do đó người ta đã gọi cái nhóm sinh vật gồm sâu xanh, chim sâu và diều hâu này là sinh vật tiêu thụ các cấp. Một dạng chuỗi thức ăn thứ hai mà chúng ta cũng thường gặp ở trong À, tự nhiên, đấy là chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn mùn bã hữu cơ Chúng ta cũng quan sát ví dụ ở trên bảng Chúng ta thấy được ví dụ này là mắt xích đầu tiên là run đất Thế thì chúng ta biết đặc điểm của run đất Thì run đất ở đây hoàn toàn không có khả năng tự tổng hợp với chất hữu cơ Thế thì đương nhiên nó không phải là sinh vật sản xuất rồi Vậy nó phải sống bằng chất hữu cơ có sẵn Ở trong cái mùn bã hữu cơ có cho, sẵn trong môi trường Vậy thì run đất lại cung cấp nguồn thức ăn cho cá cờ trong quá trình sống thì cá cờ lại bị quá quả, cá quả tiêu thụ. Thế còn đương nhiên cá quả này thì lại là nguồn thức ăn cung cấp cho con người. Như vậy thì chúng ta có thể là phân biệt chủ yếu là phân biệt hai chuỗi thức ăn này dựa vào cái sinh vật mở đầu của chuỗi. Trong đó chuỗi thứ nhất thì sinh vật mở đầu là sinh vật sản xuất, thế còn chuỗi thứ hai thì sinh vật là sinh vật ăn mùn bãi hữu cơ. Vậy chúng ta thấy rằng ở đây là chuỗi thức ăn thì nó chỉ à, trong này nó thể hiện một số loài sinh vật. Nó chưa thể hiện được tất cả các cái loài sinh vật ở trong quần xã. Vậy thì chắc chắn là à, cái chuỗi thức ăn ấy nó không thể thể hiện được đầy đủ về cái mối quan hệ dinh dưỡng của quần xã. Vậy chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi là vậy thì cấu trúc nào nó có thể là phản ánh được đầy đủ hơn, đầy đủ nhất về cái mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã. Thì để tìm hiểu vấn đề này nó chuyển sang nội dung số 2 là lưới thức ăn. Thế thì à, về lưới thức ăn, thì chúng ta có thể à, tham khảo một cái ví dụ là lưới thức ăn trong quần xã đồng ruộng mà thầy giới thiệu trên bảng. Thế chúng ta lưu ý ở đây là đây là một cái à, quần xã rất là quen thuộc đối đối với chúng ta và chính là cái hình ảnh mà thầy cung cấp cho chúng ta ở cái à, nội dung phần trước. Vậy thì nhiệm vụ thầy đặt ra cho chúng ta ở đây là chúng ta hãy liệt kê cho thầy giáo các chuỗi thức ăn có trong lưới thức ăn trên. Thế thì theo thầy giáo thì đối với chúng ta thì việc này hoàn toàn không khó. Bởi vì chúng ta dựa vào mối quan hệ dinh dưỡng ở trong chuỗi thức ăn mà chúng ta đã biết ở phần trước rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng xác định một số những cái chuỗi thức ăn điển hình ở đây. Ví dụ như là chuỗi thức ăn thứ nhất là từ cỏ rồi đến châu chấu, rồi đến chuột, rồi đến diều hâu. Chuỗi thức ăn thứ hai chúng ta có thể xác định được là từ cỏ rồi đến kiến rồi đến chuột, rồi đến rắn, rồi đến diều hâu. Chuỗi thức ăn thứ ba chúng ta có thể xác định được là từ cỏ, rồi đến kiến, rồi đến ếch, rồi đến rắn, rồi đến diều hâu. Như vậy thì ngoài các chuỗi thức ăn mà thầy giáo kể ra ở trên, chúng ta có thể liệt kê ra được rất nhiều các chuỗi thức ăn khác trong quần xã đồng ruộng này. À, nhiệm vụ thứ hai mà thầy đặt ra cho chúng ta là Hãy xác định mắt xích chung của lưới thức ăn trên. Vậy thầy nhấn mạnh ở đây là mắt xích chung là gì? Ấy. thì ta lưu ý cho thầy giáo là mắt xích chung là là các loài sinh vật mà tham gia từ hai chuỗi thức ăn trở lên. À, chắc chắn chúng ta đã có đáp án của mình. Tuy nhiên là thầy nghĩ rằng là cái việc này thì hoàn toàn không có gì khó khăn đối với chúng ta cả. Bởi vì chúng ta có thể xác định được ở đây là gì? Trong quần xã đồng ruộng này thì có các mắt sinh chung trong lưới thức ăn này bao gồm Thứ nhất là cỏ, bởi vì cỏ cũng tham gia vào rất nhiều chuỗi thức ăn Thứ hai là kiến Thứ ba là chuột Đấy, Thứ tư là rắn Hoàn toàn chúng ta có thể dễ dàng xác định được các mắt sinh chung à, Tuy nhiên là thầy lại muốn hỏi chúng ta rõ hơn một chút về cái mắt sinh chung này Vậy thì nhiệm vụ tiếp theo mà thầy đã đặt ra là Chúng ta có đánh giá về tầm quan trọng của mắt sinh chung như thế nào đây đây chính là một cái đại diện mắt xích trung điển hình chắc chắn là việc này thầy nghĩ là hoàn toàn không khó đối chúng ta bởi vì chúng ta thấy rằng là mắt xích trung này nó tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau do đó thì cái sự ảnh hưởng của nó đến lưới thức ăn hay là ảnh hưởng đến cái 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 sự bền vững của quần xã sinh vật là rất là lớn và à, sự phát triển của nó là mạnh hay yếu thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cả lưới thức ăn và ảnh hưởng đến cả quần xã vậy thì à, chúng ta lưu ý là người ta gọi à, tập hợp các chuỗi thức ăn đấy có mối quan hệ như trên là lưới thức ăn vậy theo chúng ta hiểu ở đây lưới thức ăn là gì chắc chắn chúng ta thấy rất là rõ là lưới thức ăn là tập hợp các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái và có những mắt xích chung một điều lưu ý mà thầy cần nhấn mạnh để chúng ta à, nhớ được cái thông tin này Đấy là gì? Quần xã sinh vật mà càng đa dạng về thành phần loài Thì lưới thức ăn ở trong quần xã sinh vật đó càng phức tạp Và điều đấy nó cũng phản ánh được là quần xã sinh vật càng ổn định Thế thì để rõ hơn thì chúng ta có thể quan sát một cái hình minh họa của thầy giáo trên bảng Thế thì chúng ta thấy ở đây là hình ảnh số 1 là hình ảnh của lưới thức ăn trong quần xã đồng ruộng Và hình ảnh số 2 chính là lưới thức ăn ở trong quần xã rừng như vậy chúng ta thấy là độ đa dạng của quần xã nào cao hơn nhỉ? Chắc chắn chúng ta thấy rồi là ở quần xã rừng chúng ta thấy là thành phần loài rất đa dạng, rất đa dạng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy được là lưới thức ăn của nó cũng rất là phức tạp. Đấy, và từ đây chúng ta cũng có thể thấy rất là rõ. Rất là rõ là độ ổn định của cái quần xã rừng này này sẽ tốt hơn rất nhiều so với lại cả quần xã đồng ruộng. Vì sao vậy? Bởi vì một đối tượng sinh vật nào đó mà bị suy giảm về số lượng hoặc là bị mất đi thì các sinh vật ăn nó hay là sử dụng nó làm nguồn thức ăn thì hoàn toàn có thể là có thể là thay đổi ăn sang các đối tượng sinh vật khác. Thì đấy là một số điều mà thầy giáo muốn nhấn mạnh với chúng ta để chúng ta có thể là hiểu rõ hơn về cái đặc điểm của lưới thức ăn. Thế thì học xong về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn thì một cái câu hỏi thầy đặt ra cho chúng ta là vậy thì việc tìm hiểu về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật thì có ý nghĩa gì đối với con người? Chắc chắn thông qua tìm hiểu về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn thì không khó để đưa ra một số những cái kết luận về vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật. À cụ thể chúng ta thấy được là cái Ý nghĩa đầu tiên là là thông qua việc tìm hiểu về lưới thức ăn thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các sinh vật có ích để tiêu diệt các sinh vật có hại. À, chúng ta có thể sử dụng ngay một cái lưới thức ăn của quần xã đồng ruộng để từ đây chúng ta phân tích. Thế thì ở đây chúng ta quan sát cho thầy giáo này. Ở đây chúng ta biết là rõ ràng là chuột là một trong những đối tượng sinh vật gây hại cho đời sống con người bởi vì chúng phá hủy mùa màng rất là gây gớm và ảnh hưởng lớn đến cái năng suất cây trồng. Thế thì à, trong cái, cái 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 việc mà chúng ta có thể sử dụng sinh vật có ích để tiêu diệt cái sinh vật có hại này thì chúng ta thấy ở đây trong trường hợp này chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng rắn này và mèo là đối tượng sử dụng chuột làm thức ăn để giảm số lượng chuột và khống chế số lượng chuột. Một cái vai trò thứ hai là chúng ta hoàn toàn có thể tăng số lượng một loài sinh vật có ích nào đó bằng các biện pháp sinh thái Thế thì thầy lưu ý với chúng ta ở đây là có một cái khái niệm mà tương đối mới đối với chúng ta ấy là biện pháp sinh thái. Vậy thì chúng ta lưu ý là à, chúng ta chú ý để nghe à, phần thầy phân tích ở trên này để chúng ta hiểu hơn về cái biện pháp sinh thái. Thầy lấy giả sử trong trường hợp này là X là một trong những đối tượng sinh vật có ích mà chúng ta cần phát triển số lượng của nó. Vậy thì chúng ta có rất nhiều biện pháp ấy, rất nhiều biện pháp để từ đấy có thể tăng số lượng của ếch. Một trong những biện pháp có thể kể đến là thứ nhất là chúng ta tăng số lượng các đối tượng sinh vật làm thức ăn cho chúng là sâu xanh, châu chấu và chuột. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là à, giảm số lượng của các loài sinh vật sử dụng nó làm thức ăn hay còn gọi là sinh vật tiêu thụ nó. Ví dụ như chúng ta giảm số lượng rắn, thì đương nhiên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho ếch phát triển. Ngoài ra thì cao hơn một chút nữa thì chúng ta có thể là sử dụng biện pháp là chúng ta tăng số lượng của của loài cú. Để làm gì vậy? Để mà từ đấy sẽ làm giảm số lượng rắn. Và khi rắn giảm sẽ tạo điều kiện để cho ếch phát triển. Thì đấy là à, cái ý nghĩa số 2 trong cái việc nghiên cứu về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn mà chúng ta có thể xác định được. Cái ý nghĩa thứ ba là chúng ta có thể là xây dựng các biện pháp thích hợp để duy trì cân bằng sinh thái. Như vậy nếu chúng ta quan tâm một chút đến cái lưới thức ăn này thì chúng ta có thể thấy rằng là gì? Cho dù bất kỳ một sinh vật nào là có lợi hay có hại thì vai trò về góc độ dinh dưỡng của nó trong quần xã sinh vật hay là trong lưới thức ăn là rất là lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu như một loài nào đó, ví dụ như loài châu chấu ở đây là giảm số lượng hoặc thậm chí mất hẳn đi? chúng ta có thể thấy được rất là rõ là gì khi châu chấu mà giảm số lượng thì nguồn thức ăn của ếch sẽ bị suy giảm và đương nhiên sẽ dẫn đến là là số lượng ếch sẽ giảm theo tương tự như vậy sẽ ảnh hưởng đến quần thể rắn và ảnh hưởng đến quần thể cũ thế thì rõ ràng chúng ta thấy được ở đây là à, cho dù đấy là sinh vật có ích hay có hại cho con người thì nó đều có một cái vai trò rất lớn trong quần xã sinh vật và đặc biệt là nó chính là một mắt xích không thể thiếu được trong cái lưới thức ăn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là à, ngay kể cả là trong phòng trừ dịch hại cây trồng ấy, thì hiện nay người ta không nhằm mục đích để tiêu diệt hoàn toàn một đối tượng sinh vật nào, cho dù đấy là các đối tượng sâu bệnh, mà người ta chỉ giảm cái số lượng của các quần thể sâu hại đấy xuống đến mức ổn định, đảm bảo là không ảnh hưởng quá lớn đến mùa màng. thì đấy là ba cái ý nghĩa hay là ba cái vai trò to lớn của việc nghiên cứu chuỗi thức ăn và lưới thức ăn mà chúng ta đã xây dựng được. Thế thì chúng ta cũng quan sát vào lưới thức ăn này thì chúng ta có thể thấy được là việc xác định vị trí cụ thể của một sinh vật nào đó, một loài sinh vật nào đó ở vị trí nào trên lưới thức ăn cũng có ý nghĩa rất là to lớn trong việc chúng ta duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ cái quần xã sinh vật đấy. Vậy thì để tìm hiểu vấn đề này chúng ta sẽ chuyển sang nội dung số 3 là bậc dinh dưỡng. Vậy bậc dinh dưỡng là gì? À, chúng ta lưu ý thầy có thể phân tích cái trên bảng để chúng ta hiểu về bậc dinh dưỡng như sau. Thế thì chúng ta lưu ý cho thầy giáo ở đây là gì? À, mắt xích đầu tiên của lưới thức ăn này là lúa. Thế thì lúa ở đây là đại diện của sinh vật sản xuất. Bên cạnh lúa thì trong cái quần xã đồng ruộng thì còn có các đối tượng thực vật khác như là ngô, như là cỏ. Đấy, Chúng có khả năng sử dụng nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời để tự tổng hợp được lên, lên chất hữu cơ. Thế thì à, Do chúng cùng sử dụng cái nguồn năng lượng như nhau là nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời Do đó nên nó có cùng mức dinh dưỡng Hay nói cách khác là nó cùng mức năng lượng như nhau Thế thì khi đó thì người ta gọi cái đối tượng thực vật Và trong đó đại diện lúa đây là bậc dinh dưỡng số 1 Tương tự như vậy chúng ta thấy là sâu xanh, châu chấu và chuột Đều sử dụng thực vật hay là cụ thể trong trường hợp này là lúa làm thức ăn Thế thì khi đó thì người ta cũng gọi là các đối tượng như là sâu xanh, châu chấu và chuột này này là cùng một mức dinh dưỡng hay cùng một mức năng lượng. Và nó tạo thành bậc dinh dưỡng số 2 trong lưới thức ăn này. Vậy thì từ đây các em hiểu thế nào là bậc dinh dưỡng? Bậc dinh dưỡng liệu có phải là một loài sinh vật nào đó không nhỉ? À, chắc chắn không rồi bởi vì chúng ta thấy rằng bậc dinh dưỡng phải là tập hợp các loài sinh vật có cùng mức dinh dưỡng hay là cùng mức năng lượng này trong lưới thức ăn hoặc chuỗi thức ăn. Tuy nhiên thì chúng ta thầy lưu ý với chúng ta ở đây là việc xác định một cái sinh vật nào đó ở trong một lưới thức ăn là bậc dinh dưỡng số mấy thì nó mang tính chất tương đối thôi. Vì sao vậy thầy dùng ngay một ví dụ đây để thầy phân tích. Thầy đã bôi đỏ cái đối tượng là rắn để chúng ta dễ quan sát. Chúng ta có thể thấy được là trong trường hợp là rắn này thì việc xác định đó là bậc dinh dưỡng nào chỉ mang tính tương đối. À, bởi vì sao? Nếu chúng ta xét chuỗi thức ăn thứ nhất là từ lúa rồi đến châu chấu, rồi đến ếch. Đấy, rồi đến rắn. Thì lúc này chúng ta đếm lần lượt là đây là bậc dinh dưỡng số 1, số 2, số 3 và đương nhiên rắn đóng vai trò là bậc dinh dưỡng số 4. Thế tuy nhiên là trong cái chuỗi thức ăn tiếp theo chúng ta lại thấy này, nếu tôi xét chuỗi thức ăn từ lúa rồi đến chuột, rồi đến rắn ấy thì chúng ta thấy ngay ở đây là trong trường hợp này thì rắn lại đóng vai trò là bậc dinh dưỡng số 3. Như vậy chúng ta hết sức lưu ý cái việc này là việc xác định một loài sinh vật nào đó ở trong lưới thức ăn thuộc bậc dinh dưỡng số mấy thì chỉ xác định mang tính tương đối. Và trong trường hợp này nếu trong bài tập thì chúng ta phải xác định là rắn là bậc dinh dưỡng số 3 hoặc số 4 tùy thuộc từng chuỗi thức ăn. Một vấn đề nữa mà thầy cần làm rõ với chúng ta à, ở trong phần số 3 bậc dinh dưỡng đấy là chúng ta phải phân biệt được bậc dinh dưỡng với bậc của sinh vật tiêu thụ. Thế thì để phân biệt về hai khái niệm này thì thầy dùng một cái chuỗi thức ăn để chúng ta à, thấy được sự khác biệt. Thế thì chuỗi thức ăn này thầy đưa ra là từ thực vật này rồi đến cào cào, đến chuột, đến rắn và đến diều hâu. Thế thì trước tiên xét về bậc dinh dưỡng thì với khái niệm bậc dinh dưỡng chúng ta vừa mới học thì chúng ta thấy ngay được là à, thực vật sẽ là bậc dinh dưỡng số 1 Và tương tự như vậy là cào cào sẽ là bậc dinh dưỡng số 2 Chuột bậc dinh dưỡng số 3 Rắn bậc dinh dưỡng số 4 Và đương nhiên diều hầu sẽ là bậc dinh dưỡng số 5 Tuy nhiên nếu xét về bậc của sinh vật tiêu thụ ấy, Thì chúng ta lại lưu ý cho thầy giáo là Bậc của sinh vật tiêu thụ thì trong trường hợp này thực vật nó không phải là sinh vật tiêu thụ Bởi vì nó thuộc sinh vật sản xuất Do đó bậc của đó sẽ được tính từ đối tượng động vật ăn thực vật trong trường hợp này là cào cào. Vậy cào cào sẽ đóng vai trò là bậc dinh dưỡng số 1. Tương tự như vậy chuột bậc 2, rắn bậc 3 và diều hâu sẽ đóng vai trò là bậc 4. Thì đấy là một số những cái điều mà thầy muốn nhấn mạnh với chúng ta trong cái mục số 3 là mục bậc dinh dưỡng để chúng ta có thể hiểu hơn về bậc dinh dưỡng và có thể phân biệt được bậc dinh dưỡng với bậc của sinh vật tiêu thụ. sau đây chúng ta sẽ chuyển sang nội dung chính số 2 của bài đấy chính là phần tháp sinh thái. À, tuy nhiên là thầy có thể lưu ý với chúng ta là à, theo uh, nội dung hướng dẫn tinh giản uh, chương trình của bộ giáo dục và đào tạo ấy thì nội dung phần số 2 là phần tháp sinh thái các thầy cô chỉ hướng dẫn chúng ta tự nghiên cứu uh, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo ở nhà để chúng ta có thể là lắm bắt được kiến thức thuộc phần này. vậy thì uh, nhiệm vụ thầy giáo đưa ra ở đây là chúng ta hãy tìm hiểu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo để hiểu được là tháp sinh thái là gì. Có các dạng tháp sinh thái nào? Và chúng khác biệt nhau ở điều gì? Thứ ba là chúng ta cần tìm hiểu về cái phương pháp xây dựng tháp sinh thái. Thì đấy chính là toàn bộ những cái nội dung chính mà bài ngày hôm nay, chủ đề ngày hôm nay mà thầy muốn cùng chúng ta tìm hiểu vậy thì uh, chúng ta lưu ý là thầy vẫn cần phải nhấn mạnh với chúng ta là uh, kiến thức trọng tâm của chúng ta là kiến thức phần số 1, là phần uh, trao đổi chất trong quần xã sinh vật và chúng ta cần nhớ kỹ cho thầy giáo những cái mục mà uh, chủ đề kiến thức đấy chính là chuỗi thức ăn, lưới thức ăn và bậc dinh dưỡng trong bậc dinh dưỡng thì chúng ta cần phân biệt được là bậc dinh dưỡng và bậc của sinh vật tiêu thụ vậy thì để chúng ta có thể củng cố được uh, những cái kiến thức vừa mới học ấy thì À, thầy cung cấp cho chúng ta một số bài tập để chúng ta có thể là rèn à, luyện để củng cố thêm những cái kiến thức ở phần trên. Câu hỏi số 1 thầy đặt ra cho chúng ta là cho chuỗi thức ăn sau. Từ ngô đến sâu ăn á ngô, rồi đến nhái, đến rắn. Và khi rắn chết thì xác của chúng sẽ được vi sinh vật phân giải. Câu hỏi thầy giáo đặt ra là trong chuỗi thức ăn trên rắn là sinh vật tiêu thụ bậc mấy? Trong đó đáp án A là bậc 1, đáp án B là bậc 2, đáp án C là bậc 3 và đáp án D là bậc 4. Các bạn hãy chọn cho mình một đáp án phù hợp và để lát nữa khi thầy sửa thì chúng ta sẽ biết được là mình đã chọn phù hợp, đã chọn đúng hay chưa. Thế thì bây giờ trước khi đưa ra À, cái uh, đáp án cho câu hỏi này thì thầy trò chúng ta cùng phân tích một chút về cái uh, câu hỏi. Thế thì trước tiên chúng ta lưu ý ở đây là câu hỏi đề bài thầy cho là cho chúng ta một chuỗi thức ăn sẵn có. Sau đó thầy hỏi một đối tượng sinh vật cụ thể trong trường hợp này là rắn là sinh vật tiêu thụ bậc mấy. Cái từ khóa mà thầy đưa ra ở đây là chúng ta lưu ý là sinh vật tiêu thụ. Như vậy thì nếu nói đến sinh vật tiêu thụ thì chúng ta lưu ý cho thầy giáo chỗ này là ngô có phải là sinh vật tiêu thụ không? Chắc chắn là không rồi, đó là sinh vật sản xuất. Như vậy, sâu ăn lá ngô mới là sinh vật tiêu thụ bậc 1. Tương tự như vậy là nhái là sinh vật tiêu thụ bậc 2. Và rắn sẽ là sinh vật tiêu thụ bậc 3. Chắc chắn đáp án đúng trong trường hợp này phải là đáp án C. Như vậy là qua câu hỏi trên thì đã giúp chúng ta củng cố về cái uh, kiến thức uh, trọng tâm của bài. Uh, vậy thì để chúng ta có thể vận dụng được kiến thức này vào trong thực tế thì thầy đặt ra cho chúng ta À, hai nhiệm vụ đấy là nhiệm vụ thứ nhất xây dựng một số biện pháp à, sinh thái nhằm hạn chế số lượng châu chấu trong hệ sinh thái đồng ruộng và thứ hai là chúng ta biết là châu chấu là một loài sinh vật gây hại cho con người vì chúng phá hoại mùa màng tuy nhiên là trong thực tế chúng ta lại chỉ lên hạn chế mà không lên tiêu diệt hoàn toàn chúng hãy giải thích à, bài học của chúng ta đến đây là hết chúc các em thành công